Toán Cà Mau xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay em cùng bà xã em đi sân bắt đánh cá cả nhà ơi. Thì bà xã em nãy có neo tay lưới trước anh nha cả nhà. Cái quận mình bơi vỏ lên mình thăm lưới thì mình đuổi lưới cho cá nó chạy lại đây cả nhà. Em chào cả nhà đi em. Chào cả nhà nha. Ồ đây. Mày hả bưởi, đúng rồi. Đây cả nhà xem. Tay lưới này thì mình có neo thẳng sẵn đây cả nhà. Cái khi mình lên cái mình thăm lưới cái mình đuổi một quận nữa cá đâu. Nó sẵn lưới như vậy đây. Ồ tuốt đó nè. Đằng kia kìa. Em bắt đằng này em thăm dài lại đi em. Đây em thấy cá này. Ồ, dính cây luôn này. Để anh lội xuống cái em. Chiều nay Trời, có vụ đó nè hả? Trời, cái giò nó cũng vô cái nay chơi lớn hả ta? Lưỡi ha. Nãy là làm luôn. Leo lưỡi. Nè thả nó xuống đó rồi ra ngoài thăm vô nè. Em thăm đằng kia em thăm lại đi. Em dở này có không là em thấy hả? Bơi cho nước nó động nó chạy cá chứ anh. Hả? Bơi nó động nước cái đã. Trời cũng thế không đấy chứ bộ. Đó đằng này có nè. Nãy em quên đi thức cái đồ đựng nha em. Sợ không có nữa mất mặt bầu cua chăng hả? Sợ không có là được một con giống như đây. Được một em đấy cả nhà ơi. Cây không anh ơi. Ồ đây cả nhà. Bưởi. Quậy đi. Rồi bưởi xích chết. Dân lưới này kêu bằng lưới cá phi nha cả nhà. Cá đó ngon nè. Trời, cái cảnh gỡ cá ngồi bỏ vỏ ăn dưới nhìn thấy cũng nhìn chuyên nghiệp quá ta. Chứ nó đừng có trôi. Trôi xới cho đi hoài. Vừa tạo mẫu luôn hả? Dạ, thiệt cái làm mẫu luôn. Quá chẳng cá nó quấn vô mà. Ở miền Tây quê em thì cá phi rất là nhiều nha cả nhà. Em gỡ ra. Ồ nó mớp con cá luôn nè. Mớp con cá luôn quá sáng, con cá nó bự. Biết con cá ngon rồi. Gỡ ra con cá chết ngắt luôn hả? Quấn quá quấn mà. Gỡ em thăm về đắng. Đây cái phong cảnh ở miền Tây quê em đây cả nhà. Giác này thì trời cũng đang chuyển mưa u ám rất là nhiều nha. Anh ơi thấy gì chưa anh? Nó đó dính nữa cả nhà ơi. Cưng tay lưới nữa hả? Cả nhà vô xem nhớ ủng hộ cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Dạ em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Vừa để em có thêm cái thu nhập để em mua cho bà xã em cái tay lưới cả nhà ơi. Bà xã em than gắt lưới nghe than nghe đứt ruột quá cả nhà. Khi nó dính chìm pháo chân em. Dính vừa thôi quăng phân chi mà thân ta nó. Gỡ con cá mắc bặm môi gì đó em. Dính ngắt vô nè. Bặm môi gì mà nó chưa chịu sinh ra nữa. Cá nhìn ngon hết đấy. Cá đó có khi hồi nó dãy văng ngoài không ta? Dễ dạ. Bắt cái dầm. Cái dầm đó cũng cái dầm thế không ha. Dầm để chịu rồi đó.
em nương nương đó, em không dám giật quá sợ nó chết. Cưng đó. À, nhiều đó hết sợ cực ăn rồi. À, vô là thấy có lương thực rồi đó. Anh Thăm về ngày được anh. Ô anh ơi, kìa. Ô đây đây đây, có cả nhà. Ô dính nhóc lên cả nhà. Lẻo chưa rồi. Vô mảnh này. Em thấy gì không thôi anh? Cá luôn ta. Được, đây nè. Ngộ hang, đang thăm lưới dính cá. Ô, anh ơi, quá đã. Ô, đâu. Quá đã. Ô, thấy mê chàng. Mê. Em dở cá lên kia đằng cứ mới mê nữa. Đâm gịch cá kia lên này. Ô, là mẹ đây nè. Ơ, cái gì đấy? Nè, tạo viên cho anh luôn. Em mà anh kìa đằng kia nó quậy. Nhiều đây thì buổi chiều ăn xỉn luôn rồi. Chiều là ấm gần rồi. Vô một hồi nấu tô canh chua. Nấu tô canh chua. Đã cho ông xã yêu. Làm bảy lai gai sĩ rồi hả? Bảy sĩ của thuốc. Đây nữa nè cả nhà. Đây. Cái phì nó dính nhìn mê quá nha. Mê không? Mê. Phong cảnh của miền Tây của em. Một em nữa. Em gỡ em con nào là con đó nó ná thở con đó hết nè. Em vậy chứ anh coi nó cái lưới vậy nè mà nó quấn. Đợi đi em thăm đi. Còn như mình neo lại đây. Đợi đi. Nhiêu đây thì ăn đã đời rồi. Con này nhỏ dễ mở lên. Bưởi bậm môi, bưởi gỡ nhìn thấy anh nhiệt tình vậy đó bà. Gỡ mà cho hòm tướng đâu gì nữa. Hòm tướng nè. Chưa chứ. Định ra mương nha. Bậy lắm nha bưởi. Bậy lắm nha bưởi. Gỡ được con con. Cả nhà thấy là xã em đi đằng ai? Ô, dân lưới thấy nhìn thấy chuyên nghiệp không cả nhà? Anh lưới đằng này nè. Rồi đằng đó dính nữa cả nhà ơi, nhóc hết chân. Ồ, nó nổi đằng kia kìa. Ôi dài đẳng luôn. Đây gì đây? Ừ? Ôi được cá nâu ngon em. Em dở cá nâu lên nè. Nâu có miếng gì đó chứ. Đây nè, nè. Ở đây cả nhà, có con cá nâu này nhìn thấy ngon nha. Ngon. Ngon. Cá đó hồi ai ăn ta? Cá này chắc thôi để em ăn đi. Thôi để cho hồi cho cục vàng em ăn để ai em ăn đi. Công kỹ em gỡ thấy tội nghiệp. Đi cả nhà. Cá nâu nhìn rất là ngon nha. Còn cá nhỏ không? Ô, bác sĩ nâu này sợ quá. Để rút cái giò lên. Sợ bác sĩ nâu hả? Bác sĩ nâu này ớn quá. Bác sĩ nâu à, đừng làm bậy nghe bác sĩ. Xong xong chỗ đó em bứt lưới ra luôn. Trời không tiền mua cái lưới mà kêu bứt. À quên, nãy mới xin cả nhà ủng hộ like, đăng ký kênh. Rồi để có... được kênh mà được bật kiếm tiền để có tiền mua cái tay lưới cho bà xã mà quên nữa. Bậy quá. Em xin lỗi anh đi. Anh xin lỗi em đi mới đúng. Thôi mà em xin lỗi anh đi chứ em. Đây cả nhà. Phong cảnh ở miền Tây quê em ở buổi chiều nha. Nhìn cá nó ngon. Ngon dữ không? Dữ. Vừa một hồi vô mặn kìa, rồi nấu vô nồi canh chua múc mới ra. Dữ nữa hả? Mới ngon. Cái này nó chưa ngon. Ê, ơi, gai ơi. Góc cỡ này nè. Rồi. Ghê không? Ghê ghê. Ngon, để nó... quá xá này ngon. Cho nó làm kiển chơi vậy đó. Dạ, biết sợ lưới đầu giỏi ta. Em mà anh dân miền Tây mà anh. Dân miền Tây là mới đúng chất của miền Tây. À, vậy? Được con cá vậy thầy. Ôi, đây, 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 đây. Con cá đối. Cá này con cá đối. Quá, ừ, không kìa anh Văn không có hả? Sao anh Văn có hay gì? Trời ơi. Bởi vì mới đói kìa. Ờ tốt đắng nữa. Cái lá. Cái lá hả? Anh thấy giống cái lá. Cái nhỏ. Cái này bữa nay nó tới số rồi một bữa còn một bữa. Cười làm duyên cái bà sao? Bấm môi.
môi nữa giờ. Bặm môi nữa, phải bặm môi mới được chứ. Nè, cá này xấu ghê dài thọt. Cá nó xấu, xấu hơn em nhiều. Cá nó tròn tròn đẹp quá. Cá gì mà nó dài thòn hả? Mà gỡ cảm như quen nha anh, không bặm môi là không chịu được. Đúng rồi, phải bặm môi. Gỡ phải bặm môi mới. Anh nhìn giùm em mới còn con nào không anh? Ồ, con cá đó. Nó vốn được tay lưới rồi đó anh ơi. Nó vốn được tay lưới rồi đó. Nó vốn được tay lưới ha, mừng rồi đó ha. Rồi xỉn cá nâu luôn cả nhà ơi. Anh em hương... để tay lưới xuống đây. Xả tay lưới xuống hồi có nó có chạy vô không? Ủa, là mẹ ủa không? Mừng, nó chạy cái bay nó chạy à. Đâu đây em giở tay lưới lên cái nó có mắt dài dài không? Ôi xỉn con cá nâu rồi cả nhà ơi. Gớt xuống nó mừng nó chết. Gớt à. Ồ đây. Ôi ơi con cá này mấy cá khủng nè. Ai con luôn. Trời ơi anh tưởng thằng kia nó không dính ai giờ nó dính nữa kìa. Em nó cái lá mà gớt buộc anh cũng tin em cái lá thiệt hả? Hả? Em nói cái lá mà anh cũng tin em cái lá đó hả? Trời ơi anh dễ dụ cũng chết rồi. Trời. Là mèn. Dòng ngõ ơi, con cá nó bự ra nè. Ghê chưa? Ghê quá sao. Ồ, nó mập rồi nè. Nó mập rồi. Anh đây nghe, nằm im nha, đừng dễ bậy. Đó, bậy. Ồ, phóng xuống luôn. Bậy nghe bự. Anh ơi. Thấy không, anh thấy em ngồi nửa trên nửa dưới vậy chứ cái vỏ nó im ghê thấy không? Em ghê. Nó đâu có mà quay đi đâu được mà nó cũng không có. Cô gái miền Tây này rất là chuyên nghiệp nha cả nhà. Nó không có. Bày đi giăng lưới đặt lú đặt lờ thì ngay bài luôn. Quấn gì quấn. Cỡ này đây cả nhà. Thăm một tay lưới được bấy nhiêu cá đây nha. Nãy mới xảy con cá nâu. Ủa, con cá này bự quá. Cá thì bự nhìn ngon. Xảy ngay cá nâu. Cá phi với cá đối. Không để cho đứt lưới mà. Tâm tay lưới tới đây. Em gỡ cá đó rồi đó hả? Rồi đó. Giờ hôm nay video em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ em hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Em hẹn gặp lại cả nhà video sau nha.